Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với thức uống đó là sữa bí đỏ nha. Chuẩn bị giúp mình bí đỏ nha. Mình sử dụng 1,5 quả đó, ở cái quả bí đỏ mà quả sáp á, bí đỏ sáp á, thì nó sẽ béo hơn ha, nó dẻo, nó sẽ béo hơn, khi uống thì nó sẽ ngon hơn. 1 ít đường nha các bạn, 1/2 chén đường, 1 bịch sữa tươi và 1 hộp sữa đặc. Hộp sữa đặc này thì mình không sử dụng hết hộp đâu, mình sử dụng khoảng nửa hộp thôi. 1 ít lá dứa thôi nha. Mình vào mình cái sắc cái bí ra nha, sắc cái bí như mình nấu canh nhỏ 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 đó các bạn. Mình đem hấp hoặc là mình nấu cũng được. Rồi mình giữ cái nước đó lại, nếu mà nấu mình giữ cái nước đó lại mình xay nha. Cái phần bí đỏ là mình đã cắt xong rồi đó. Bây giờ thì mình cho 2 lít. Tiếp đó thì mình cho lên bếp mình nấu, nấu đến khi nào bí chín thì thôi. Mình đem ra mình xay nhé, xay cho thật nhuyễn. Bây giờ mình cái phần mà bí đỏ đó các bạn, mình đã nấu rồi, nó mềm rồi đó. Giờ mình bắt đầu xay nha, xay cho nó thiệt là nhuyễn rồi mình đem ra mình nấu lại. Mình nấu lại nha, mình xay. Bí đỏ nó đã sôi lên rồi đó, đã vớt cái lá dứa ra rồi. Tiếp đó thì mình cho cái sữa tươi vào. Lưu ý mình cho sữa tươi vừa phải thôi, không cho nhiều quá nha các bạn. Nếu cho nhiều quá thì nó sẽ lấn át cái mùi bí đỏ của mình, nó sẽ không thơm nữa. Tiếp đó là đường. Và cuối cùng là sữa đặc. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình các bạn cho nhiều, mình uống nóng hay uống lạnh. Nếu uống lạnh thì mình cho thêm hơi ngọt một tí để đá nó ra thì vừa, còn uống nóng thì mình nêm vừa miệng là được rồi. Mình đợi sôi rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hồng Màu Vlog. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một thức uống đó là sữa bí đỏ. Sữa bí đỏ này làm nguyên liệu chính đó là bí đỏ, 1 ít sữa tươi, 1 ít sữa đặc và không thể thiếu nữa là cái lá dứa đó cho thơm. Cái sữa bí đỏ đó, nó ngọt vừa phải nhưng mà nó rất là thơm. Cái mùi bí đỏ đó, nó rất là béo mà nó thơm nữa. Hòa quyện với lại 1 ít lá dứa đó.